Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn ba trận đấu hay của tập Nguyễn Thành Bảo và tất cả giang hồ trận Trung Kiên. Ba trận này thì tập Nguyễn Thành Bảo cũng như ba trận trước là chấp trận Trung Kiên 5 phút, còn tập Nguyễn Thành Bảo 3 phút. Trận đầu tiên thì tập Nguyễn Thành Bảo cầm đỏ đi tiên, trận Trung Kiên cầm đen thối hậu. Mời bạn thưởng thức.将军。将军。将军。chơi đến đây rất tiếc là thời gian đã hết.
nên tôi đọc Nguyễn Thành Bảo buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem trận tiếp theo. Trần Trung Kiên cầm đen đi tiên, còn Nguyễn Thành Bảo cầm đỏ đi hậu. Mời bạn thưởng thức. Trang Trinh. Trang Trinh. Trinh. Thank you.
Chương trình. Chưa đến đây thì đọc Nguyễn Thành Bảo cảm thấy không chống đỡ nổi nên đã buông cờ nhận thua. Mà các bạn xem trận tiếp theo, tôi đọc Nguyễn Thành Bảo cầm đỏ đi tiên, còn trận Trung Kiên cầm đen thủ hậu. Mời bạn thưởng thức.
mã 7 thối 5 chém pháo. Trên đây thì tay cờ giang hồ Trần Trung Kiên cảm thấy kém quân kém thế nên đã buông cờ nhận thua. Mà các bạn xem tiếp những trận tiếp theo vào 3 giờ chiều nay. Video mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất, ngày mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây. Hẹn các bạn ở video sau.